Sau bão số 9, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã nhanh chóng huy động 300 công nhân cùng 11 đơn vị xây lắp trên địa bàn ra hiện trường tham gia công tác khắc phục sự cố lưới điện. Tuy nhiên, việc khắc phục vô cùng khó khăn bởi khối lượng thiệt hại quá lớn. Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã điều động đội xung kích gồm các kỹ sư, công nhân có trình độ tay nghề cao từ các đơn vị trong tổng công ty đến hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Ngoài ra, còn có Công ty Điện lực Bình Thuận, Công ty Điện lực Ninh Thuận, Công ty Điện lực Lâm Đồng trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam cũng đến tiếp ứng. Vừa nhận được lệnh, các anh em đơn vị bạn đã nhanh chóng lên đường đến Quảng Ngãi. Không quản ngại xa xôi, mưa nắng, anh em làm việc không kể ngày đêm, hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Ngãi trong giai đoạn khó khăn. Hiện nay, anh Điện lực Lâm Đồng đang khắc phục sự cố. Ở đây là do thời tiết nó mưa và nước rút đến đâu là anh em sẽ cố gắng phục vụ cấp điện lại cho bà con để cho bà con có điện sinh hoạt. Nhân lực hiện tại nhóm công tác của anh em là khoảng tầm 17 người, là có cả chỉ huy giám sát an toàn điện và người lãnh đạo công việc để thực hiện những vị trí còn lại mà của bà con đang bị mất điện. Hơn 10 ngày sau cơn bão số 9, 850 anh em kỹ sư, công nhân ngành điện vẫn căng mình ngoài hiện trường khắc phục sự cố, nối thông dòng điện. Lội bùn, ngâm mình dưới nước, những bữa cơm vội vã rồi lại tiếp tục công việc. Mỗi một ngày trôi qua, từng phụ tải được khôi phục là nguồn động viên tinh thần để những người lính áo cam tiếp tục chiến đấu. Khoảng 30 tháng 10, thì đội xung kích của Công ty Điện lực Quảng Trị khởi hành vào Quảng Ngãi. Đến nay là được 7 ngày, thì anh em chúng tôi cũng rất là cố gắng ra sức làm ngày làm đêm để mong sao là sớm cấp điện trở lại để phục vụ nhân dân Quảng Ngãi. Từ bão số 12 năm 2017 ở Khánh Hòa, Phú Yên, bão số 5 năm 2019 ở Bình Định, đến bão số 5 tháng 9 năm 2020 tại Thừa Thiên Huế và bây giờ là bão số 9 ở Quảng Ngãi. Gác lại những bộn bề tại gia đình sau bão, chỉ cần kêu gọi là anh em cán bộ công nhân viên ngành điện sẽ lên đường hỗ trợ nhau. Mỗi người một tay, một nhiệm vụ, nhưng đều có chung một mục tiêu cao nhất, đó là cấp điện trở lại cho nhân dân, càng sớm càng tốt.